Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Cái dòng Touring Gian Xcape SL2 cũng rất là phổ biến, và ngoài ra thì nó còn một dòng nữa là dòng FCR, như là FCR 3100. Và trong video này em sẽ đánh giá chi tiết cái cấu tạo chiếc FCR 3100 rất là mới, rất là đẹp, vừa mới về cửa hàng em trong ngày 18 tháng 12 năm 2018 ngày hôm nay. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Vâng, và trong khung hình đây các bác đang nhìn thấy tổng thành của chiếc xe đạp FCR 3100 dòng Touring của hãng Giant. Tổng thành của chiếc xe thì là một màu đen toàn bộ và được điểm xuyết bằng những cái tem màu da cam và màu trắng, trông rất là thể thao. Trên đỉnh của khung thì có cái chữ dòng chữ Giant màu xám chìm xuống, trông rất là đẹp. Xe có cấu tạo bằng khung nhôm, mang công nghệ alu XX của Giant, rất là nhẹ và bền. Chính nhờ cái công nghệ này mà hãng Giant nổi tiếng nhất thế giới và là một cái hãng xe đạp mà phổ biến nhất thế giới bây giờ. Xe FCR 3100 trong khung hình trong video này là có cái size là XS, có nghĩa là extra small, tức là siêu nhỏ, phù hợp cho những người cao từ 1m55 cho đến 1m68. Đằng trước của xe thì dòng Touring được trang bị hai đĩa FCR 3100 đời 27, được trang bị hai đĩa. Và mấy hôm trước thì em cũng có một cái chiếc FCR 3100 nhưng mà tem viền là màu xanh, và hôm nay là có về thêm tem viền màu vàng. Đằng sau thì có một cái bộ níp 8 tầng hiệu Shimano và bộ chuyển động Shimano Tourlay TX, vành 700C 2 lớp. Bên kia là chúng ta, các bác có thể nhìn thấy là một cái bộ phanh dây cáp của hãng Techtro, phanh đĩa của hãng Techtro. Cọc yên cũng có logo của hãng, yên cũng có logo, tất cả nguyên bản. Về phần yên thì em đánh giá là cái chiếc yên này còn rất là mới, không có một vết xước nào. Tay dòng Touring này thì hầu như là tay bằng. Ở trên này thì chúng ta có hai cái vấu này để tránh va chạm khi mà đi đường phố. Và nhiều bác bảo là sao cái tay này vênh vênh tôi không thích, thì cái em có thể nói luôn là cái này có thể tháo ra được. Tức là chúng ta có thể tháo cái bộ phận này ra và chỉ còn cái tay bằng này thôi. Đằng bên này vẫn là tay chuyển số của lip 8 tầng và bên này là 2 tầng của đĩa đi kèm với tay phanh. Càng đằng trước của chúng ta cũng là càng nhôm, mối hàn rất là to và rất là đẹp, không có vết xước. Cái vị trí dễ xước nhất của xe đạp cũ đã qua sử dụng là cái vị trí càng, nhưng mà xe này gần như là không có đi, rất là mới. Ở bên nước ngoài người ta sử dụng mà đường xá người ta đẹp, mới lại không có va quẹt như ở Việt Nam mình nhiều, cho nên là những cái xe mà đời mới về rất là đẹp luôn, rất là mới. Xe FCR 3100 được trang bị Mayer, cũng có chữ Gian. Về cơ bản của chiếc xe thì em không thấy một cái vết xước nào quá lớn, mà nói đúng không muốn nói là không có vết xước. Tất cả đồ là cũ đều, nguyên bản theo thời gian. Đây không phải là, nhiều bác là bảo đây là lốp bị chọc, em đính chính lại, đây không phải là lốp chọc, mà lốp này là người ta sản xuất là không có gai để cho đi trong phố, cho nên là không có ta lông. Đây các bác có thể thấy là cái đường chỉ để phân biệt lốp mới lốp cũ là hãng còn nguyên đây. Còn nếu mà đi nhiều nó sẽ không còn cái đường chỉ giữa này. Những cái chiếc xe đẹp như này thì em cũng không lấy được nhiều. Nếu các bác nào quan tâm liên hệ ngay với em để sở hữu chiếc xe nhé. Vâng, và em đã đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp
FCG 3100 của hãng Gian. Và nếu mà các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy nhắn tin qua Zalo cho em số điện thoại 0975 709 943. Ngoài ra em còn rất nhiều các chiếc xe đạp khác, nếu các bác quan tâm thì hãy lên Facebook tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em qua tài khoản Facebook. Còn ở trên YouTube thì các bác hãy tìm kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký ấn chiếc chuông. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.